Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ nói về một chiếc bóng đèn tiết điện bóng đèn tích điện. Bóng điện này của hãng Isara các bạn, của hãng Isara. Bóng này của hãng Isara các bạn ạ, cảm rất là chắc chắn và tiện lợi. Đó, có thể bật sáng luôn này các bạn. Có 3 nấc nhé. Đây là nấc sáng nhất, đây là nấc bình thường, đây là nhấp nháy. Đó các bạn, rất là tiện lợi. Phần đây là phần trên là phần nhựa các bạn ạ, bóng đèn rất là nhựa đấy, rất là nhựa nha. Bóng đèn này rất là nhiều công dụng, coi như là mình đi đâu đó mình cầm đi là sẽ có sáng các bạn ạ. Phần đây là có công tắc, đây là nút công tắc là màu đen đó. Đây là phần sạc pin này các bạn, đây là phần sạc pin đó. Và trên đây thì sẽ có một cái dây móc để chúng ta có thể móc vào đâu đó, móc vào như chẳng hạn như là cái que hoặc cái đinh nào đó, chúng ta có thể để in ở đấy cho nó thắp sáng. Nên là chắc chắn luôn, nhựa này là nhựa rất chi là cao, rơi không vỡ được.